biết vì sao đàn ông hay kêu trời rằng chẳng thể tin nổi thứ gì trên nữa không? Lý do là bởi họ đã quá nhiều lần bị sốc, bị dở mộng khi phát hiện hóa ra con gái không cần sinh ngoài đời mà vẫn có thể trông siêu lung linh trên ảnh. Và mọi chuyện sẽ còn khiến đàn ông cảm thấy hụt hẫng hơn nữa nếu như chính họ lại đang dành tình cảm cho một cô gái sống ảo như vậy. Đó là nguyên nhân vì sao thời gian gần đây, chúng ta hay được đọc những câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến chế độ hẹn hò qua mạng với cái kết. Không được tốt đẹp cho lắm. Chàng trai tội nghiệp mà chúng ta được làm cơn ga hôm nay cũng cầm kịch xu thế giữa thời đại công nghệ phát triển này, đó là cơn ga và yêu một cô gái qua mạng. Được biết cả hai đã tình cờ cơn ga nhau khi chơi game. Từ việc bị thú vị bởi giọng nói của cô gái, chàng trai đánh bạo làm cơn ga, sau đó cả hai chuyện trò dần dà rồi thích nhau bao giờ chẳng hay. Nhận lời yêu, cô gái cũng không quên gửi ảnh của mình cho chàng trai và anh chàng cảm thấy vô cùng may mắn khi người chơi gái mình nhìn rất đẹp tươi, đáng yêu. Hẹn hò ôm gai như thế nửa năm, chàng trai đưa ra đề nghị gặp mặt ngoài đời. Một trong những tấm hình cô gái gửi chàng trai cho thấy cô nàng trông khá đẹp tươi, dễ mến. Khi được yêu cầu, cô nàng còn chụp ảnh ga phim gai ngay lập tức để chứng minh. Anh chàng đã phải trải qua quãng đường khá xa, đi mất mấy tiếng đồng đại dương thế hệ tới thành phố nơi người chơi gái đang sinh sống. Dù đã hẹn nhau trước là cô gái sẽ đứng đợi ở nhà ga nhưng khi đến nơi, chàng trai tìm mãi chẳng thấy người mến đâu. Một lúc lâu sau thế hệ có một cô nàng trông khá kết xù tiếp cận và nhận mình là cô gái trên mạng kia. Giây phút nhìn thấy người chơi gái mình yêu bấy lâu ngoài đời, chàng trai không giấu nổi sự hụt hẫng gì trong cô nàng chẳng giống trên ảnh chút nào, nhưng việc đã rồi nên vì sang trọng, anh chàng vẫn mời cô đi ăn. Nhưng hóa ra tất cả những bức hình đẹp tươi trước đó chỉ là item của Photoshop và áp chụp hình, bởi cô nàng ngoài đời trông không được ra nhìn tới thế. Thế nhưng, quá trình ăn càng khiến nam chính thất vọng hơn về người con gái anh từng coi là nữ thần. Vì không biết đang đói hay tại sao mà cô gái này cứ ăn như vũ bảo, chẳng buồn giữ gìn hình tượng. Cảm thấy mình bị lừa cộng với buồn bực vì tình cảm trước đó hóa ra đạt sai người, chàng trai sang trọng xin phép ra về rồi cũng tự nhủ sẽ cắt đứt liên lạc từ đó. Câu chuyện sau khi được đăng tải đã được cư dân mạng vô cùng chú ý. Như mọi lần, mọi người lại cười bỏ anh của chàng trai tội nghiệp. Đồng thời cũng cho rằng, trước khi quyết định hẹn hò qua mạng, tất cả nên chuẩn bị sẵn tinh thần rằng phiên bản thân sẽ biến thành nạn nhân bất kỳ lúc nào.